Kính chào quý vị thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người khi nghe chuyện hãy nhớ bấm vào nút like cũng như là bình luận cảm xúc của mình bên dưới để ủng hộ cho kênh của Bảo được mau chóng phát triển cũng như là lấy lại sự tương tác trở lại. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay thì Bảo xin gửi đến các bạn cái tập tiếp theo về câu chuyện chú Sơn, người có thể là thấy được ma và chỉ ra ma. Điển hình như ở cái tập trước đó, thì sau cái năm 6 tuổi và cái năm 10 tuổi, đặc biệt là cái năm 10 tuổi, chú Sơn đã chỉ ra được một cái nhóm những cái hồn ma. Mà theo như cuối chuyện thì chúng ta cũng đoán ra được đó là những người theo kiểu như là hát á, mấy người hát bội rồi đó. Thì gần như là ở trong xóm người ta mà khi mà nhắc đến chú Sơn á, mặc dù lúc đó chú Sơn mới có 10 tuổi, nhưng mà nhắc thằng Sơn ở ngay hàng đó đó, nó dòm thấy ma đó, nó nói chuyện ra là không phải giỡn chơi đâu nha. Cái nào nó nói mà liên quan đến tâm linh là phải là dè chừng để bụng nha, chứ không phải nghĩ như những đứa con nít khác. Đó, thì ở trong xóm là người ta mặc định vậy rồi. Nhưng mà lạ một điều là sau cái lần đó rồi, mặc dù trong xóm chỗ này chỗ kia cũng có những cái việc tâm linh, có người bị nhát cái này, có người bị nhát cái nọ, nhưng mà bản thân của chú Sơn thì sau 2 năm nữa cũng không có nói gì tới chứ. Nhưng mà đến cái năm 13 tuổi của ổng, tức là đầu ở năm thứ 3 đó, thì bắt đầu ổng giống như con nít mà, ở cái tuổi đó là bắt đầu biết này biết kia rồi. 13 tuổi là biết này biết kia rồi, biết cái nào giỡn hết, chọc ghẹo lớn khỉ đồ này nọ biết rồi. Thì chú Sơn ổng sinh ra cái tính là thích chọc ghẹo, giống như là bữa nào qua ba biết người nào mà sợ ma ha, cái ổng làm bộ ổng trầm lại, hoặc là ổng nghe người lớn nói chỉ dẫn cho ổng làm sao thì không biết, ổng làm bộ ổng trầm lại. Cái thí dụ như bà cái bà đó là bà ba đi, bà này bà sợ ma đi, hay hoặc là thím tư gì đó, thì bà ổng mới lại. Ông canh gần tối, ông lại ông nói. Ông nói thôi bây giờ đừng có đứng đó nữa, nhà này nhà của thím ba tôi đó, ông làm gì ông đứng ông dòm thím ba tôi hoài vậy. Thì cái bà thím ba thím tư gì đó, bà nghe cái bà giật mình, bà sợ quá đâu có dám dòm, đã sợ ma rồi mà nghe nói thằng này nào giờ là nó phán đâu là chúng đó. Bà chạy vô trong nhà, cái ông làm bộ ông đi lai rai đi vô trong nhà, mà cái kiểu cái biểu hiện của ông như là đang trách, đang móc, đang tức giận vậy đó. Cái vô ông nói thím ba coi kìa thím ba, cái ông nội đó đó, người ta nói rồi nhà là nhà của thím, mà ông làm gì mà ông đứng ông dòm thím hoài, cái lữ ông già thòn. Thì cái bà này bà nghe tới đâu là bà sợ, bà rùng mình tới đó, bà hỏi con chỗ nào con kêu đi chỗ khác giùm thím này nọ. Đó thì ông giỡn mấy cái điều đó riết rồi. Trong vòng có vài tháng thôi, bởi vì người ta nói các bạn, có những người người ta làm chính xác bao nhiêu năm, nhưng mà chỉ khi giỡn vài ba ngày thôi là cái mức độ uy tín của người ta nó xuống thấp, huống hồ gì đó là đứa con nít. Chú Sơn ông làm vậy rồi trong vòng vài tháng là kể như người ta cũng chẳng biết lúc nào là ông nói thiệt, lúc nào là ông nói giỡn, ông chọc ghẹo người ta. Thành thử ra dần á, thì sau tổng cộng là 4 năm, kể như là người ta nói chú Sơn này nít mà lớn khỉ quá. Ngay cả là cha mẹ của ổng là ông bà Năm á, cũng la rầy hoài cái vụ mà không có, nói có chọc ghẹo người ta, nhưng mà kiểu mà quen rồi, chọc ghẹo với dù quen rồi mà mỗi lần ổng chọc ghẹo vậy, những người kia dù cho có biết là không biết là ổng giỡn hay là thiệt, nhưng mà bản thân người ta đã sợ rồi, người ta đâu dám nói động tới ổng. Đó. Nhưng mà ngay cả chú Sơn ổng cũng đều không biết các bạn. Ổng không biết rằng á, là những lúc ổng thấy những cái hồn ma, ổng chưa chắc ổng biết đó là hồn ma. Ổng đâu có biết được cái điều đó đâu. Thì đến cái năm ổng 14 tuổi, cái hôm đó vào cái giờ trưa nha, thì ổng mới đem cơm vô trong đồng cho ông bà Năm. Thì ổng vô chỗ ổng ăn,
Ông ăn xong cái ông đợi ông bà Năm ăn xong cái ông mới đi về. Ông không cần bằng tiếp, ông về ông giống như là ông ở trong nhà hoặc là ông đi chơi đâu đó đó, ngày đó không có cần bằng phụ. Thì cơm nước này nọ rồi đem vô cũng dở ăn rồi tới chiều. Ông bà Năm ăn xong rồi chiều đem về luôn chứ. Còn cơm với còn đồ ăn để chiều ăn mà. Bởi vậy là ông đi về ông đi không, mà các bạn biết con nít mà. Đi không về thì sẽ dờ mấy cây này, dờ mấy cây nọ, cây me nước, cây me chua, cây thù lù gì đó. Rồi hái ăn đi lai ra sẽ từ phía sau hè đi vô. Cây ổng mới đi thì ổng đâu có đi vô cái đường cũ của ổng đâu. Ổng đi bọc đường này, ổng bọc đường kia để cho có gì á. Thì ổng rủ bạn bè chơi chung này nọ chứ ổng đâu có thèm về nhà. Cây ổng đi một hồi ổng đi ra tới cái đường cộ đi. Cái đường cộ Bắc Vô Kinh đó. Thì ổng mới thấy là có hai người đi ở ngoài ngoài trước ổng. Ổng nghĩ là người đi bình thường thôi, ổng cũng không có để ý. Cái ổng chạy tới, chạy qua hai người đó. Thì hai người đó cái ổng chạy ổng né vậy nè. Cái hai người đó mới thấy ổng né vậy đi. Theo kiểu là hai cái đó là hai cái hồn ma đó các bạn. Thì thường thường con người mình thì cứ ngay cái đường chính đi thôi, không thấy nó thì đi lơ lớt qua nó cũng bình thường có gì đâu. Còn ổng thì ổng né, thành thử ra hai cái hồn ma này nó biết. Nó biết là ổng thấy nó. Cái hai cái hồn ma mới, một người mới kêu là đàn ông hết trơn nha. Hỏi cháu ơi, kêu vậy đó, kêu cháu ơi. Còn cái người còn lại á thì kêu là thằng nhỏ. Cái chú Sơn ổng dừng lại, ổng quay lại thì ổng gặp. Ổng thấy đây là hai người cỡ cái chạc tuổi giống như là gần bằng tuổi cha mình vậy đó. Cái em hỏi vậy chú, chú kêu con chị chú đó. Thì hai người này mới hỏi là nhỏ mày cho tao hỏi cái đường nào về nhà của bà Hai Xuân. Hỏi vậy đó, hỏi là đường nào về nhà của bà Hai Xuân. Thì chú Sơn ở đây ổng mới là ổng nghiệm, ổng nói nhà bà Hai Xuân coi là ổng có biết hay không. Thì vô tình sao ở trong xóm cũng có thằng bà thứ hai mà tên là Xuân. Ông chú Sơn ông mới chỉ, ông nói chú đi đường này nè, là chỗ đó, cái chú gặp cái cây đó, chú quẹo xong chú đi thẳng ra ngoài, đi tới cái đầu đường cái chú quẹo bên trái, đi lại một đoạn nữa cỡ chừng mấy trăm thước vậy đó, thì chú quẹo qua bên phải vô cái đường hẻm này nọ, nó chỉ quá lung tung đi. Đó thì mấy cái người này mới nói là con ơi, mày biết đường vậy mày chỉ cho tao đi. Mày dắt tụi tao đi tới đó đi, rồi từng nữa tao cho mày ăn bánh. Ông nghe vậy ông nói thiệt không con dắt đi, giờ hai chú cho con bánh phải không. Thì hai cái hồn ma mới nói là mày dắt tao đi đi, rồi tao cho mày ăn bánh. Cái ông mới dắt. Ông dắt đi, ông đứng ngoài đó, ông đi ngoài trước. Thì hai người này ông quay lại thì cứ gặp đi sau lưng ông vậy đó. Cái đi về thì cũng y chang, đi quẹo qua quẹo lại đi ra tới ngoài cái đường chính, rồi cái ông mới đứng ông chỉ rồi ông đi tới cái đường hẻm á. Cái ông mới chỉ nói nè, cái hẻm này nè, hai chú đi ngay vô đi là gặp cái nhà mà trước cái nhà có một cây xài với một cây ổi đó, là nhà đó là nhà của bà Hai á đó. Thì hai người này thấy như vậy cái mới đi vô. Cái chú bữa đó chú ngồi chú đợi và chú nói là ủa sao hai ông này nói cho mình bánh mà không cho. Ông mới ngồi ngoài đây ông đợi cho hai người đó giống như là kiểu như là nói chuyện xong xuôi đâu đó rồi thì đi ra cho bánh ổng. Ông ngồi ông đợi, trong cái lúc mà ông nói chuyện á, ông chỉ đi vô đó thì có cái bà ở xóm, bà này bảo sẽ gọi như là bà Út đi. Thì cái bà Út đó bà không có nghe là hồi nãy chú Sơn nói cái gì, nhưng mà bà thấy là chú Sơn chỉ chỗ vô cái hướng nhà của bà Hai Xuân á, giống như đang chỉ đường cho ai đó, mà bây giờ xung quanh thì bà không có thấy. Thì lúc này bản thân bà mới suy nghĩ là không biết thằng nhỏ này nó có lợi nó lớn khỉ nó chọc ghẹo mình giữa trưa hay không, tại cái giờ này là cái giờ linh mà bà con khi đó nói tới cái giờ linh người ta sợ lắm, tại hồi đó ma cỏ nhiều. Không biết là nó biết mình đứng đằng đây rồi á thì nó làm bộ nó chọc ghẹo nó chỉ chỗ vô trong đó. Như thể là nó đang nói chuyện với hồn ma hay không. Nhưng bà ngồi bà mới suy nghĩ lại, bà nói không, tại vì nãy giờ á mình là ở trong nhà mình đi ra,
mình ngồi trong nhà rồi này nọ, mình uống nước, mình làm chuyện lặt vặt này nọ, mình đi ra thì mình dòm qua bên đó mình mới thấy. Chứ nếu nó chọc ghẹo mình, nó phải đứng gần nhà mình chứ. Nghĩ như vậy, bà Út mới suy nghĩ là khả năng là thằng này có khi nào nó gặp ma thiệt hay không. Dẫu sao nó hay cà rỡn, nhưng mà dẫu sao là con nít mà, con nít đứa nào không vậy. Cho nên là cũng đâu có giận hờn gì đâu, tin không tin thì thôi chứ đâu có giận hờn gì. Cái bà Út bà mới đi ra. Bà đi ra, bà đi lại gần thì bà thấy là chú Sơn đang ngồi, ngồi chờ đợi mà con mắt nó ngóng nhờ dòm vô trong đường nhà Hai Xuân hoài. Bà Út bà lại bà hỏi, bà nói Sơn, con làm gì mà giờ này giữa trưa mày ngồi đây á? Cái chú Sơn ông tức, ông nói bà có coi vậy được không? Mấy người đó lớn mà gạt nít. Ủa, cái gì mà lớn gạt con nít? Đâu mày nói cho tao nghe coi làm sao. Cái ông mới cởi, ông cởi lời xong cái ông nói, hỏi đường đã cho bánh, xong đi tới đây rồi đi vô trong ổng luôn, không chịu cho bánh con. Bà Út bà nghe vậy bà mới cười. Nhưng mà bà cười xong cái bà suy nghĩ lại, ủa, hồi nãy nó chỉ chỗ, thấy nó chỉ chỗ con mình, nào có ai đâu mà nó nói đứng kế bên nó. Cái bà mới linh cảm cái gì đó đi. Bà mới hỏi, hồi nãy mày chỉ đường cho hai người đó đi vô, mà hai người đó là ai con không biết không? Con biết là quắc là quơ à, ở đâu đi lại á, bà con gì với lại bác hai hay sao á, con đâu có biết đâu. Cái bà Út bà mới sợ đi, bà sợ thằng này thì hồi nào tới bây giờ nó mấy chặng rồi là nó nói chuyện được với hồn ma này nọ. Cái bà mới tự mới sợ, lỡ như nó nói cho bánh mà hồi đó hay có cái vụ là cho nít bánh và vụ nít đi này nọ, nhầm đứa nó hợp vía hợp mạng, nó bắt mạng luôn. Cái bà Út bà mới sợ đi, bà mới nói thôi bây giờ đi vô chẳng, đi vô trong nhà của chị hai coi, nếu như mà có mấy người đó ở đó đó thì mấy người đó mà không cho bánh con á, là bà cho, bác cho, mày chịu không? Bà không hứa rồi đó nha, bà không hứa là lát bà không phải cho con đó, mấy người đó không cho là bà không cho con đó. Đi vô với tao coi có không. Cái bà mới dắt vô. Bà dắt vô thì lúc đó vô trong đó đó, cái nhà của bà Hai Xuân là bà Hai Xuân bà không có ở nhà. Bà với chồng con này nọ là đi mặn ở trên rồi. Thì cái ông chồng của bà là hồi đó là ở dở, cho nên là ở đây là thường thường hồi đó người ta hay kêu tên theo tên người chồng. Nhưng mà do hồi đó giờ người ta ở đây người ta biết bà Hai Xuân, rồi người ta kêu ngược lại, thay vì kêu tên người chồng thì bây giờ kêu tên người vợ cho ông chồng luôn. Tại vì bà Hai Xuân nhà nào giờ bà ở đây mà. Đó thì mới đi vô cái mới thấy đóng cửa rồi. Cái bà Út á, bà mới nói, ủa sao nhà đóng cửa hết trơn rồi. Thì bà mới sợ là nếu như mà thằng Sơn này nó không phải là thấy ma thấy bọng gì, mà lỡ như hai người đó là hai cái người kẻ gian rồi vô làm bộ hỏi rồi ăn trộm ăn cắp gì làm sao. Cái bà mới đi bọc ra phía sau, bà coi thì bà thấy cửa nẻo rồi vẫn bình thường, không hề có cái dấu hiệu của ai hết trơn á. Bà quay lại thì ông chú Sơn mất tiêu. Bà bỏ bà đi xuống vậy, quay lại chú Sơn mất tiêu. Bà quán hồn quán vía, bà nói bà kêu lên là bà Sơn ơi, kêu mấy tiếng rồi kêu, bà mới chạy lúp xúp chạy ra từ cửa nhà sau, mới chạy lúp xúp với nhà trước. Thì lúc này mới thấy là ông chú Sơn á, ông đứng ngay giữa cái chỗ mà cái mái hiên nhà, ông đứng đó, ông dòm qua bên cái hông nhà các bạn, giống như cái hẻm nhà. Sơn, mày làm gì mày đứng đó hoài, mà nãy giờ tao kêu mà mày không trả lời vậy. Thì vừa nói xong rồi á, thì mới thấy ông chú Sơn á, ông cầm cái gì các bạn, ông quay lại, ông cầm cục đất. Hồi đó nhà cửa nhà đất không à, rồi trồng cây cối ở trước này có vài ba cục đất là cái chuyện bình thường. Ông đang cầm cục đất mà ông nhai ông ăn á, ông nhai ông ăn mà ông dòm theo cái hẻm vậy đó. Ông quay lại ông nói, ủa bác Út nãy giờ kêu con hả? Thấy ông nhai đất mà ông quay lại ông nói vậy, cái linh cảm của phụ nữ, linh cảm của cái người mà giống như là nghi ngờ là ma đó. Bà Út bà chạy lại, bà hắt ra cái
chú Sơn ông tức. Ông nói mà làm gì mà Út làm gì bố dùng đồ ăn con. Thì ông nói dứt tiếng vậy đó, cái đầu cái lưỡi ông cảm giác là cái vị nó kỳ cục rồi. Cái ông phun da tàn đắt không. Ông mới giật mình, ông xanh mặt chứ ông khóc. Khóc quá trời khóc. Bà Út thì bà biết. Nãy bà kêu cỡ đó đó thì không lý do nào mà ông chú Sơn cũng không nghe. Không nghe là chỉ có cái việc là hồn ma đó nó che mắt thôi. Nó che chú Sơn lại, nó không cho chú Sơn nghe. Bây giờ chú Sơn trả lời không có được. Mà hồi nãy giờ chú Sơn đứng ở đây dòm ở đây là bà cũng đoán ra được rồi, nhưng bà không có nói. Khóc qua đó thôi, đừng khóc, đi ra đây với bác Út. Bà Út này thì bà cũng gan. Chứ bà mà không có phải là giống như mấy cái bà khác mà nhát. Bà mới dắt về nhà. Dắt về nhà xong bà lấy nước rồi nọ cho súc miệng rồi sạch sẽ này nọ xong bà làm cho ói ra, tao nói ói ra cũng chút xíu đất à chứ không có nhiều. Chú Sơn quá trời khóc luôn. Cái bà mới dỗ, bà nói là thôi con đừng khóc nữa. À, không có sao đâu nè, ngồi ra đi. Bác Út vô nhà, bác Út lấy bánh ra cho ăn. Bà mới lấy bánh ra cho ăn, dỗ một hồi khóc. Thì chú Sơn nó cũng 14 tuổi, cũng nít không à, cũng dỗ một hồi khóc. Đợi cho tỉnh tuồng nào trở lại xong xuôi đâu đó rồi hết trơn nha. Cái bà mới hỏi là hồi nãy sao mà con đang đi với bác, mà bác đi ra phía sau mà con vẫn còn đứng ở ngoài trước, đứng ở đó làm gì, con dòm đi đâu vậy? Cái chú Sơn ông mới khóc, ông nói vậy là con gặp ma rồi. Bác Út ơi, ông 14 tuổi con nít nhưng mà ông vẫn phân định được. Xong cái đó rồi ông phân định được, lúc mà ông đang dòm, đang nói chuyện với những cái hồn ma đó thì ông không biết. Nhưng mà qua rồi á, ông dòm thấy đất này nọ đó thì cũng nhiều người nói cho ông nghe rồi, ông biết. Ông nói vậy là con dòm thấy ma rồi bác Út ơi. Mà lạ một điều là ông chỉ sợ ông khóc vậy thôi, mà qua rồi ông tỉnh bơ, ông ngồi ông kể. Ông nói hồi nãy là con đi vô, con mới thấy là hai người đó đứng dòm vô trong nhà của bà Hải Xuân. Thì con mới hỏi á, con hỏi là ủa sao hai ông đứng đây, nhà đóng cửa hết trơn rồi, bà bác hai bà đi rồi, bà đi đồng bà màng rồi, rồi sao mà hai ông đứng đây? Thì hai người đó mới nói là tụi tao đứng tụi tao chờ. Cái chú Sơn mới nói vậy chứ ông, hai chú nói con chỉ đường, chỉ đường vô cho con bánh, sao bây giờ không cho con? Thì hai ổng mới lấy đâu ra cái bánh, rồi ổng để xuống, ổng kêu chú Sơn ăn. Thì chú Sơn lại ổng thấy bánh, ổng lại ổng chụp ăn. Thì hai người này mới đi ra phía sau. Đi ra phía sau thì chú Sơn kể lại vậy. Cái lúc mà hai ông đó đi ra phía sau rồi đó là con đứng ở ngoài đây, con dòm theo. Rồi tự nhiên cái con nghe bác Út la lên, cho nên là con mới quay lại đó. Trời đất ơi, ông cho con ăn đất vậy là ma phải bác Út? Ma chứ gì nữa mày. Mà mày trời đất ơi, không được rồi, mày phải ở nhà tao. Đợi lát tao gặp ai đi vô đồng, tao kêu ba má mày về, rồi dắt mày về. Chứ bây giờ là mày không có được đâu nghe. Mày không có đi một mình được đâu nghe. Nó bắt chết chứ không phải chơi nghe mày. Chú Sơn thì lúc này cũng nói theo kiểu là giống như hồi nãy ông sợ vậy thôi. Bây giờ ông nói không sao đâu bác Út ơi. Trời ơi, hồi đó bác Út nhớ không, con nhỏ con gặp hoài gì. Giờ con gặp vậy không sao đâu, không sao đâu. Không có được. Mày phải nghe tao, mày thấy không? Hồi nãy đó mà tao không kêu mày, không thấy mày á, mày ăn đắt một hồi mày mắc ngang mày chết. Đó. Chết chứ không phải chơi nghe mày. Thì chú Sơn ông cũng suy nghĩ, ông nói cũng đúng. Đất kiểu đó mình ăn hết vô trong bụng mà thế nào mình cũng ngạt cổ mình chết. Cái ông cũng sợ đi, ông ngồi đó ông đợi. Bà Út thì nói nào ngay gan thì gan, nhưng mà ma mà nó xuất hiện ban ngày, nó đi vô đứng nói chuyện kiểu đó là sao mà dám đá động tới nó. Cái bà mới đem đồ này nội ra bà cúng, bà khắn bà giái, bà nói là trời ơi cháu tôi nó nhỏ nó không biết. Quý vị có đi ngang á, hay là kiếm cần cái gì đó, thì thôi tôi cũng cúng lễ cho quý vị một mớ muối gạo với bánh trái quý vị ăn. Cái bà mới vô nhà bà hỏi Sơn, mày dòm ra cái chỗ cúng của bác Út đó, mày cứ dòm mày coi là có cái ai đứng đó ăn hay là cái gì hay không. Thì chú Sơn cũng không có thấy. Ông nói không có bác Út ơi. Thì suốt cả buổi đó luôn, cho tới chiều, chú Sơn thì ông ngồi buồn ngủ luôn. Nhưng mà ông thức dậy hay là ông ngủ gì ông cũng nói là không có thấy, con không có thấy nữa, không có ai ngoài đó hết.
Thì đến chiều gần gần tối đó thì ba má của chú Sơn, ông bà Năm mới đi qua. Đi qua cái mới kéo dắt đi về, rồi cũng nghe bà Út kể lại vậy. Hai vợ chồng cũng sợ dắt đi về sớm. Về qua bên kia rồi, nói nào ngay từ cái lúc mà buổi trưa tới giờ đó đó, đáng lý ra là bà Út á, bà phải ngủ trưa. Nhưng mà do bà ngồi bà canh cho ông chú Sơn này nọ nè. Rồi cái bà mới vô, rồi chiều cái bà phải nấu cơm, nấu nước này nọ, chồng con bà về, bà quay qua, quay lại, bà dọn cơm, nước này nọ ăn, rồi rửa chén, giặt đồ, các kiểu. Cái bà mệt quá đi. Thành thử ra cái bà quên là đi qua cho bà Hai Xuân hay. Là không biết làm sao mà có hai cái vong hồn nó hỏi thằng Sơn tới cái nhà của chị. Nhưng mà bà mệt quá, cái thành ra bà quên. Quên, bà nằm bà ngủ. Thì tối đêm đó là trong nhà của bà Hai Xuân. Thì cái bà Hai Xuân này á, nói nạo ngay bà Hai Xuân là cái người mà chồng bà sợ. Giống như người đó người ta hay kêu sợ vợ đó, nghe là chồng của bà Hai Xuân, bà sợ, sợ vợ lắm, sợ bà lắm. Cái tính của bà Hai Xuân này nói chung là cũng không phải là quá hung dữ, nhưng mà cái kiểu như là bà trên cơ chồng bà, thì trong nhà bà có tiếng nói đó. À, chồng bà thì nhát lắm, giống như sợ vợ lắm. Cái bữa tối đêm đó thì ở trong nhà đó, cũng cơm nước này nọ xong, cái bà Hai Xuân bà ra ngồi, bà nói ông sao bữa nay kỳ quá, sao bữa nay là trong trong người tôi nó lợn cợn, nó lạnh lạnh rùng rùng mình, như thể là có ai mà đứng gần hay là dòm tôi, kiểu mà nó kỳ dạng ốc người quá ông ơi. Đó thì ông Hai Xuân á không có nói theo kiểu là cũng hơi sợ mà nói, ủa bà mệt người hay gì, đi mặn nay bà mệt hay gì, mệt thì tôi bóp vai đồ cho. Thì nó không, tôi không có mệt kiểu bóp vai, mà kiểu giống như nó rợn rợn người tôi sao đông, lấy miếng dầu tôi xức. Đây ông ấy vô ông lấy dầu cho tôi xức. Thì xong xuôi ông cũng ngồi đó. Cái bà mới nói thôi, thường thường ông đi ra ông uống nước với anh Tư chú Năm rồi mà, thì thôi bây giờ anh đi chơi ở đây làm gì, tôi mỏi mỏi chút xíu tôi hết hà. Thì thôi nói vậy cái ông cũng mừng, ông cũng phái. Tại vì ông màng cả ngày trời, ban đêm ban hôm là ông chỉ cái niềm vui của ông là nó nằm ở cái chỗ là đêm hôm là lợi gần mấy ông đó, nói chuyện đồng án, rồi nói chuyện kể chuyện Tiêu Lâm rồi nghe chơi. Cái ông mới đi, thì thường thường ông đi ông mới dắt theo một con ông. Mà lúc đó là hai vợ chồng của ông bà Hai Xuân á, là có hai đứa con. Một cái đứa bé trai là cỡ là 6 tuổi và một cái đứa bé gái là chỉ cỡ khoảng 3 tuổi thôi. Thì ông đi ông sẽ dắt theo, thì để cái đứa bé gái ở nhà. Nhưng mà bữa nay á, chuẩn bị đi ra thì bà Hai Xuân tự nhiên ai xui quỷ khiến bà là phải kêu dắt đi theo luôn. Cái ông Hai Xuân thì nào ông sợ mà ông cũng hơi sợ bà, rồi phim một cái là chắc vợ mình á mệt cho nên nó muốn nằm nghỉ ngơi sớm gì, kêu mình dắt đứa nhỏ đứa con Út đi theo luôn, chứ bây giờ để nó ở nhà rồi nó đòi chơi này chơi cái kia hay nó khóc nó la nó phiền bả, nó dắt đi. Cái mới dắt đi, nó dắt đi ra ngoài đó thì ổng đi đâu ai ổng chơi, thí dụ lúc đó là 7 giờ đi, ổng chơi đến 8 giờ đến 15, 8 giờ 20 gì đó, cũng như một tiếng giữ đồng hồ á. Thì trong cái cuộc nói chuyện á, chơi đồ này nọ thì mấy ông này mới nói là giống như cần cái ví dụ như cần cái loại trà mà cái trà nhà ổng có, thì ổng mới nói thôi bây giờ vậy để tôi về tôi lấy. Để tôi về tôi lấy, rồi gửi hai đứa con tôi ở đây nghe, tôi về tôi lấy rồi tôi đảo lại. Ông mới cố ý ông đợi hai đứa con bên đây, tại vì ông sợ về nếu mà bây giờ đi về dắt hai đứa con về á, lấy trà này nọ đó, thì nhằm khi vợ ổng đang mệt thì dễ bực bội, rồi kêu ở nhà ngủ luôn cũng không cũng nên. Thôi bây giờ mình đợi hai đứa con bên đây đi, có gì mình về bả mà kêu mình ngủ thì mình lỗ thừa có hai đứa con bên đó nó ham chơi, giờ mình đi ngồi cái lợi mình uống trà với người ta. Ông suy nghĩ như vậy, cái ông về. Ông đi về thì nói chung cái đường đi hài rầm hàng ngày, ông đâu có cần đem đèn đuốc gì các bạn. Cái ông đi vô đi. Ông đi vô cái em đi gần tới cái sân nhà ổng. Gần tới cái sân nhà ổng đi. Thì ổng mới thấy á là bà Hai Xuân á, bà đang ngồi bà quạt, bà cầm cái quạt bà phe phẩy phẩy mà bà ngồi trên cái chõng vạc ở chỗ cái mái hiên nhà bà đó.
thấy vợ mình đang ngồi đó mà quay mặt qua cái hướng quay xéo xéo lên vậy đó. Thì xéo lên là nó gần ở cái hẻm á, nhưng cái mặt mới quay lên là cái hẻm ở sau này nè. Ông bây giờ mà ông thấy đi, ông thấy là có người đang đứng gần vợ mình, mà cái mặt của bà dòm như vậy là cái hướng cái vô tình cái mặt bà đâu có dòm ra đâu, bà chỉ dòm vô vậy thôi. Thì đang giống y chang như kiểu là ông thấy vợ ông đang đứng nói chuyện với cái ông nào đó. Sợ vợ thì sợ vợ, nhưng mà cái máu của người đàn ông cũng ghen. Ông mới nói trời đất ơi, bà này mới nói chuyện với ai trời. Cái ông mới lại ông rình đi. Mà lạ một điều á là bà Hai Xuân á là bà không có thấy, bà không có thấy nha, bà không có thấy ổng, mà bà cũng không biết là bà có thấy Hồng Mai hay không thì không biết, lúc đó là không biết. Nhưng mà bà mới dòm dòm cho nó hoài, bà không có thấy ổng. Ổng mới đứng ông dòm dòm, mà ổng càng dòm ổng lại càng thấy là có một cái người đứng gần bà. Nhờ nhầm khi nói chuyện giờ còn lấy cái tay sờ sờ lên trên cái vai của bà nữa, mà bà cũng ngồi bà quạt tỉnh bơ. Thì ông này ổng tức quá trời tức đi, ông mới nói là theo kiểu là vậy là kêu ổng đi rồi dắt hai đứa con theo cho bà dễ dàng bà ở nhà bà tâm sự với trai. Tại vì nói nào ngay lúc đó là ông bà Hai Xuân á có con, tại vì bà lâu quá là bà kêu thành ông bà, chứ cái có con mà mới có 6 tuổi, đứa bé trai lớn thì ông bà lúc đó đâu cũng chưa được 30 tuổi nữa mà cũng còn trẻ măng. Ông mới tức quá, sợ thì sợ nhưng mà cái máu gan trong cái thời khắc đó nó lên tới rồi. Ông mới chạy lời, ông nói mày chết, mày chết mày ha. Ông mới chạy lời, ông chạy lời thì hai cái dông đó, hai cái đó là hai bóng ma đó, mà ông đâu có biết đâu, đâu có dòm thấy hai cái bóng hay cái gì đâu, ông chỉ thấy giống như là một người thôi. Thì nó mới giọt ra phía sau, ông mới chạy theo. Còn bản thân bà Hai Xuân thì bà sớ rớ, bà không biết cái gì, tự nhiên chồng mình la làng la sớm lên. Tại vì sớm tới giờ thật tới là bà không có thấy, bà không có thấy là ma cỏ vậy chứ á, nó đứng gần bà, nó khiều bà, nó vuốt cái vai bà này nọ thì bà cũng đâu có biết đâu, bà không hề biết nha. Bởi vì bà có những cảm giác ớn lạnh khi bà đi ra đi vô, nó vuốt bà đó, nó đứng gần bà này nọ đó, bà cảm giác đó chứ bà không có thấy. Mà các bạn phải nắm tâm lý nha, tâm lý của cái ông chồng á là bây giờ là đang ghen, đang quạo lên, thấy nó chạy phía sau rồi vượt theo liền. Còn cái tâm trạng của bà Hai Xuân là lúc đó như là người mệt mỏi này nọ, rồi rùng rùng mình, nó cầm cái quạt phủi mũi này nọ, thì đang ngồi đó tự nhiên bắt thình lình đâu chồng mình la làng lên rồi chạy ra. Không biết cái vụ gì, phụ nữ mà cũng giật mình, trời ơi làm gì mà chưa kịp nói dứt câu thì ổng mới xô bả ra, mày tránh ra, mày tính cản tao phải không, mày cản tao bắt mấy thằng này phải không, bắt nó phải không, cản cái gì. Thì ổng mới chạy, ổng nhào vô, ổng vượt vòng ngoài hè. Bà Hai Xuân bà nghe chồng bà la lên vậy bà cũng chạy theo. Ô trời ơi, ông điên ông khùng gì á. Cái ông tức quá, ông tức cũng chỉ nó, mày chết chứ tao, mày coi chừng tao, tao ra ngoài đây rồi mà không có mày biết chứ tao. Thì hai vợ chồng mới sùm lên đi. Lúc đó thì những cái nhà gần á, gần nhà bà Hai Xuân đồ đó, người ta mới nghe, rồi cũng tới tay sùm vậy. Bà Út bà cũng giật mình thức dậy, ủa cái vụ gì vậy, cái vụ gì mà nghe cái tiếng của hai chồng của anh chị hai đánh lộn hay vậy. Sớm chồng rồi mấy người ta mới chạy qua coi cái gì, người ta can, người ta chạy qua thì không thấy hai chồng đâu, mà nghe chữ bới vào ông phía sau hè đó. Cái người ta mới chạy ra, thì cái lúc mà người ta chạy ra lúc này là ông Hai Xuân á, ông đang nắm đầu bà Hai Xuân. Còn bà Hai Xuân thì bình thường bà cũng đâu có sợ đâu, bà cứ quơ tay bà đánh ổng, có nghĩa là hai vợ chồng đang đánh lộn. Mà bà Hai Xuân phụ nữ, bà làm đâu có lợi chồng bà. Ổng thì giống như ổng sợ thì ổng nhịn vậy thôi, chứ cái sức lực người đàn ông mà ổng đánh rồi bà cũng cào cấu, cũng nói chung là lúc đó bằng đêm thấy không có rõ đó, chừng đã chạy lại người ta gỡ ra. Thì hai vợ chồng chữ qua chữ lại gỡ ra rồi, cái mặt của ông Hai Xuân á là cái kiểu như là bị bà cào cấu rồi, nó cũng chảy máu tùm lum. Còn ổng thì ổng cũng đánh cho bà sưng mặt này nọ, nâu con mắt thì tùm lum hết trơn á đó. Người ta mới nói trời đất, có hai vợ chồng sao vậy. Mà mấy cái người lại người ta can, người ta cũng nói ông nội ông Hai Xuân này hồi nào tới bây giờ á, ổng là cái người mà sợ vợ, sao bữa nay ổng dám đánh vợ dữ vậy trời.
cũng can ra, cái ổng mới tức kiểu mà tức rồi, nói chung là vừa nói mà vừa khóc á. Ổng nói là tôi đó giờ tôi nói tôi nghe lời nó, người ta nói tôi sợ vợ tôi cũng không buồn nữa vậy đó, mà nó ở nhà nó làm cái chuyện vậy đó, nó đi tầng tiểu với trai kìa trời. Ông la lên vậy đó thì bà mới tức khí, bà lên bà chửi, bà nói mày điên mày khùng hả, tao làm gì mày nói tầng tiểu với trai, tao ngồi đây tao đợi mày, cha con mày đi chơi mày tự nhiên mày chạy về mày đánh tao. Nó thì hai chồng mới gây qua gây lại sùm ở trên. Thì bà Út á, bà lại bà mới can mà kéo vô trong nhà. Cái ông Hai Xuân á, ông mới tức, ông không chịu vô. Nhưng mà cuối cùng người này người kia rồi mới xúm lại rồi nói năng với ông này nọ vô. Thì vô tới trong rồi á, thì bản thân bà Út bà mới suy nghĩ. Bà nói bà Hai Xuân nào giờ bà cũng hay là lắng lướt chồng bà. Nhưng mà nói gì nói, chưa bao giờ mà mình ở xóm chờm chơi cũng thân với bả, chưa bao giờ mà biết bả có cái tính tình là giống như là tằng tiểu với ai, không biết có cái sự hiểu lầm gì không. Lúc đó kiểu như bà Út bả cũng mới, bả mệt, bả mới ngủ được có khoảng chừng chút xíu à, thì nghe dậy lên là chạy qua rồi, đầu óc nó còn mơ hồ, không có tưởng, không có nhớ. Thì một hồi sau cái hai vợ chồng người nói này người nói kia, thì ông chồng thì ông tức theo kiểu của ổng, còn bà vợ á thì cũng nóng theo kiểu của bà, giống như bà nói tôi ngồi ở đây mắc mớ gì nó về nó kiếm chuyện với tôi, nó rượt ra nó nói về ai đó mà có ai đó đâu đó. Thì trong cái lúc đó cái ông Năm á là ba của chú Sơn á cũng nghe rồi cũng đi qua coi có cái vụ gì, thì ông gặp bà Út, bà gặp ông Năm một cái bà mới sực nhớ ra vụ chú Sơn. Bà nói trời, không lẽ cái thằng Hai Xuân này ổng thấy cái người đứng gần bả là thấy ma, chứ ai đâu mà tằng tiệu mà ngồi ngay chỗ đó tằng tiệu. Cái vô mới kể nói dòng nói hè nói quanh nó quẳng một hồi lâu quá nghe, thì bà Út bà mới nói được. Bà nói thằng Sơn á hồi trưa nó có nói với tôi vậy đó, rồi tôi cũng đi qua bên đây tôi coi, rồi thằng nhỏ bị ăn đất. Mà lúc đó là vợ chồng của chị không có ở nhà. Cái bà Hải Xuân trong cái lúc bà nóng giận mà, bởi vậy bà cũng tức mình tức mẩy, bà không có thèm nghe. Bà nói ma cỏ gì, tại cái thằng này nó kiếm chuyện với tôi, nó muốn đánh tôi á, nó chơi ma cỏ gì. Cái một hồi cái nghe người này người kia nói mà bản thân của ông Hải Xuân á, thì ổng nghe nhắc tới chú Sơn thì ông cũng hơi giật mình nghe, mà ông nghe kể cái vụ mà ăn đất ăn này ăn nọ đó, cái ông từ từ ông mới dịu lại, do là hồi nãy ông cũng nóng mà nói nào nay ông cũng ớn bả đi, cái qua cái cơn nóng rồi thì ông mới dịu lại. Ông mới lại ngồi ông hỏi thì lúc đó ông Năm cũng nói, ông nói ừ hồi trưa đó cũng nhờ thím Út á, chứ không thôi con tôi nó ăn đất cái kiểu đó lỡ nó ngạt thở nó chết tôi không biết làm sao luôn, giờ hỏi kỹ nó rồi nó nói cũng y chang như nãy giờ thím Út kể á. Ta nói kể tới đây rồi thì người nào người nấy người ta mới phân định ra, người ta mới nói với lại bà Hai Xuân á, người ta nói hèn chi là khi mà chị mặn chị dời đó, rồi chị thấy trong người của chị kiểu như là rùng mình ớn lạnh, cảm giác như ai đó đang dòm ai đó đứng gần, vậy là cảm giác đó cảm giác trước khi gặp ma chứ còn gì nữa. Bà Hai Xuân nghe vậy cũng từ từ dịu lại, cũng mới suy nghĩ nó chứ nếu mà bây giờ mình giải thích theo kiểu là chồng mình gặp ma thì mới có cái đường vậy thôi, chứ nào giờ tính tình của ổng cũng đâu có phải muốn kiếm chuyện đánh đập mình. Cái ngồi lại nói thì sáng ra hai vợ giống như là đêm đó người ta cũng về, hai chồng cũng làm quà, nhưng mà kiểu mới đánh lộn đó làm quà giống như chỗ ai nay ngủ vậy thôi, chứ cũng chưa có ngồi mà nói nhiều. Cái tới sáng cái ông Hai Xuân ông chủ động ông lợi ông nói thôi bà em bây giờ tôi tính vậy, bây giờ đi coi thầy coi sao đó thì mới đi lên trên đó, hai vợ chồng đồng ý lên đó coi thầy. Ông thầy này ông mới đi theo về, ông theo về rồi ông dắt theo cái người đệ tử của ông, hay còn gọi là cái người ngồi đồng á đó, thì mới dắt về ông đi vô trong nhà. Thì lúc đó khoảng giờ chiều ông không có thấy. Cái đến tối thì trong cái quá trình từ chiều đến tối là ông có qua bên nhà của ông bà Năm hỏi chuyện chú Sơn. Chú Sơn cũng cởi lại rành mạch y chang vậy đó. Ông mới ngồi tối đó ông mới coi. Thì lúc đó cũng có vài cái người giống như trưởng bối trong nhà của ông bà Hai á, cũng vô trong đó ngồi. Rồi ông đem đồ ra ông cúng.
Ông cúng rồi thì ông thấy, ông thấy rõ ràng là hai cái dông nó đứng ở ngoài, nó dòm vô, nó gặp ông thì nó sợ, nó không có dám mà đi lại gần. Nhưng mà ông dòm thì ông thấy nó đứng đằng đó rồi. Ông mới quay sang hỏi bà Hai Xuân. Ông nói vậy cho hồi đó tới bây giờ á, là cô á có quen biết ai mà cái người ở xa rồi chết rồi không? Cái bà Hải Xuân mới nói thì cũng có, nhưng mà với cái hình ảnh mà ông thầy ông diễn tả là hai cái người này cũng còn trẻ lắm, chỉ độ khoảng chừng hơn 30 thôi, tức là lớn hơn bà Hải Xuân vài tuổi à. Thì bà Hải Xuân nói là không có mấy cái người vậy. Cái nghĩ đi nghĩ lại đi, ông thầy ông quyết định là bây giờ ông nói bây giờ ông cho nhập xác. Ông cho nhập xác vô cái người ngồi đồng của ông á. Nghe tới khuya đó 10 giờ đó mới ra làm cái lễ ở ngoài, rồi cho cái ông ngồi đồng ra ngoài ngồi. Mà cái người ngồi đồng là cái mạng số của người ta nó khác biệt với những người bình thường lắm nha. Là người ta có thể giao tiếp được tâm linh rồi nhập này nọ vô nhờ cái sự bùa chú của thầy pháp là dễ dàng lắm. Ban đầu nó không chịu vô, nhưng mà ông thầy này ông làm rồi ông ra ông nói chuyện sao đó, cuối cùng nó mới chịu, nó nhập vô cái xác của người ngồi đồng. Thì nó nhập vô rồi á, hỏi nó ở đâu, nó nói là nó không có nhớ nó ở đâu, nhưng mà nó chết á thì nó nhớ cái tên nó thôi. Hai dòng hồn đó nhớ cái tên thôi chứ không có nhớ mình sống ở đâu, nó không nhớ, nó nhớ mà được, nó chỉ nhớ là cái tên thôi. Thì nói ra hai cái tên thì mới biết được là hai người này là hai anh em ruột. Sau đó một hồi lâu mới biết nha, hai người là anh em ruột. Thì hai người kiểu như hồi đó là đi thăm một cái người bà con ở xa, thì không may gặp tai nạn rồi chết. Mà gia đình ở nhà đó là kiểu mà mất tích, theo kiểu là chỉ biết mất tích thôi chứ không có hay là chết ở đâu. Và hai người thì ban đêm ban hôm đi đó, đi làm sao đó rồi bị nạn chết. Mà họ cũng không có nhớ nữa, họ không có nhớ là họ bị cái gì chết nữa. Đó cái họ nói là họ đi về, họ kiếm đường về, mà họ không nhớ là họ ở đâu, họ chỉ nhớ họ cái tên của họ thôi. Và trong cái lúc đó thì họ nhớ là trước khi chết thì họ nhớ là cái lúc đó là trong họ đi thăm một cái người bà con xa, ấp ủ bao nhiêu ngày rồi mới có tiền đi. Và cái người bà con xa của họ tên là Hai Xuân, thì nó vô tình nó trùng với cái tên của bà này thôi. Thì họ đi ngang đây họ mới hỏi, họ đi giống như người, họ gặp người nào mà họ hỏi được là cái vía hợp đó là họ hỏi. Họ hỏi ngôi nhà của bà Hải Xuân nó là ở đâu. Đó, thì vô tình đi đến đây, ông chú Sơn, ổng là cái người mà cái mạng số ông vậy đó. Ông mới nói chuyện, ông tưởng đâu người ông nói chuyện. Rồi ông dắt tới nhà bà Hải Xuân. Thì hai cái vong hồn này á, kiểu như là hồi đó giờ là cũng vất vưởng không có ai mà hương khói. Rồi cũng đói khát, lạnh lẽo, cô đơn. Rồi đi đến tới đây rồi đó, thì gặp cái bà Hai Xuân. Rồi nhầm khi á, trong cái buổi chiều ổng dời á, rồi chồng bà cũng kêu là xưng này nọ theo kiểu vậy đó, em mà xưng ơi này nọ, mấy họ nghe đó giống như động vô trong cái tiềm thức, cái suy nghĩ, cái chấp niệm của họ đó, thì họ lại họ không muốn ở lại đây. Thì ông thầy nó không có được, bà con của hai người là ở chỗ khác, còn cái này á là gia đình của người ta. Mà hai người tới rồi làm này làm kia, vợ chồng ta đánh lộn đánh lạo vậy á, là cái tội của hai người lớn lắm. Tôi đó nghe, chứ gặp ông thầy nào đó ông đánh cho lúc đó là đau đớn rồi khổ sở rồi không có ai mà than thuốc đâu. Đó nó hồn ma mà còn than thuốc gì. Nhưng mà ông thầy cũng nói vậy đó, thì hai cái dông này nó mới khóc, nó xin ông mới nói thầy ô thầy bây giờ thầy làm sao, thầy giúp giùm hai anh em tôi. Bây giờ hai anh em tôi là lạnh lẽo đói khát, không có chỗ nào hết trơn á, thầy làm ơn thầy giúp giùm đi. Cái đó quỳ đó lại ông á, thì ông mới thấy như vậy, ông nói thôi bây giờ vậy đi theo tôi dắt về, rồi tôi ở nhà tôi cũng cúng kiến cho mấy cái dòng đó, thì chịu thì đi theo về ở đó. Nhưng mà ở đó là phải tu nghe, chứ không phải là ở đó mà đi phá người ta. Về tới đó rồi tôi cúng kiến cho ăn uống rồi no bụng lên rồi bắt đầu đi tu nha. Đó thì khi mà nói vậy rồi cuối cùng hai cái dòng chịu đó, thì nó xảy ra cái chuyện này thì nói chung nó cũng không có phải cái gì là quá đáng sợ, nhưng mà
theo như cái lời ông thầy Pháp nói, nếu như mà không có mời tới rồi không có biết cái nguyên do, cái căn nguồn á, là kể như ai lại gần bà Hai Xuân là hai cái dòng này nó sẽ làm cho bị này bị kia. Tại vì nó nghĩ đó là cái người mà người quen của nó, hai cái dòng nó nghĩ hai cái bà Hai Xuân đó là người quen của họ và sẽ là cái người mà họ đi tìm kiếm này nọ, là ai lại gần cũng không được. Đó thì xong cái chuyện này rồi, chú Sơn ổng cũng biết là lúc đó ông cũng lớn 14 tuổi rồi. Cái sẵn tiện đó cái ông Năm mới nhờ ông thầy ổng coi giùm. Thì ông thầy này ổng nói thì cũng chẳng khác gì cái ông thầy hồi trước, cũng là cái mạng số nó đặc biệt vậy thôi, chứ thằng này nó không có cái duyên làm thầy làm bà gì hết trơn á. Cái ông bà Năm mới hỏi là bây giờ làm cách nào để mà che đi cái số của nó được hay không. Thì ông thầy nó nói trời ơi, tôi thầy bùa thầy pháp, mấy cái dòng tôi chỉ bình thường được thôi, chứ sao mà cái số căn số của người ta mình đổi được, đổi hay không là ăn thua nó thôi đó. Sau này nó ráng nó đừng có chọc ghẹo người ta này nọ, nó đừng có làm bộ như không có mà nói có, rồi nói cái chuyện tâm linh cho người ta sợ, hù dọa các kiểu này nọ đó. Thì từ từ á, lớn lên từ từ thì nó cũng đổi, rồi nó cũng dòm, nó biết hồn ma chứ, cái kiểu mà nó chài rỡn vậy hoài á. Thường thường hồn ma họ muốn nói chuyện với nó họ làm cho nó đâu biết là ma đâu. Nó thì nói nghe cái chú Sơn cũng nghe lần đó ông sợ các bạn, ông sợ ông không có dám mà đi chọc ghẹo người này người kia hay lớn khỉ nữa. Cái lúc đó thì gia đình mới quên cái mốc thời gian các bạn. Giống như thể là cái lúc mà ông 6 tuổi là một trận, 10 tuổi một trận, rồi 14 tuổi một trận, có nghĩa là sau 4 năm là ông sẽ gặp một trận. Mà lúc đó thì quên, không có nói với ông thầy bùa. Cái ông thầy bùa đó ông cũng về, thì sau đó nó vậy đó, nó cũng là cái chuyện mà chú Sơn ông gặp phớt qua phớt lại giết rồi nó quen con mắt ông rồi, ông lớn rồi, ông không có còn sợ mấy cái đó nữa. Giống như ông đi lại nhà ai đó, thì cái nhà đó mà có cái dông nào nó phớt ha, ông giờ ông thấy ông nói lợi có cái dông trên đó vậy đó, thì cái gia đình đó người ta biết, cái người ta nghe, cái người ta đi, người ta cúng kiến này nọ sao đó, hay hoặc là người ta đi mời thầy bùa thầy bà vậy đó để mà cúng kiến cho nó xong, chứ ông không có dám chận giỡn nữa. À, thì đến tới cái năm ông 18 tuổi á, do là ông chú Sơn á, ông bị cái trường hợp đó, người ta cũng đồn đại này nọ, rồi khi mà nhắc tới ông Sơn, chú Sơn là người ta biết là cái ông thằng này là cái thằng mà nó hay biết cái chuyện tâm linh nè, mà nó không có thầy bùa thầy gì, chứ mà có vô cái mạng số đó cũng khổ chứ có tốt gì đâu. Nhiều người ta cũng sợ, cho nên là đến cái năm 18 tuổi á, thì gia đình theo kiểu là lúc đó cũng không có nhớ cái vụ mà 4 năm một lần nữa, mới sao kỳ đó, 4 năm bị một lần vậy đó. Thì đến cái năm mà ông 18 tuổi rồi ông mới đi cái đám ma các bạn. Ông đi cái đám ma. Cái đám ma này là cái đám ma cái nhà bà con của ổng. Lúc đó ông đi chung với lại ông Năm, hai cha con đi à. Còn bà Năm với lại bà Năm thì ở nhà dưới chừng nhà. Hai cha con đi. Cái trong lòng của ông Năm lúc này ông mới suy nghĩ con mình nó lớn rồi. Mà trên chỗ bà con của mình, gia đình của ông bà Sáu, thì ông bà Sáu đó, ông cò còn sống, cha mẹ ông bà Sáu còn sống, ông bà Sáu đó con cái đông lắm, tới 6-7 đứa lắm. Thì lên trên đó, lần này đi đám ma là đám ma của bà cò, tức là vợ ông cò và mẹ của ông bà Sáu. Và hồi trước á, là có lên dẫn chơi, ông bà Sáu có nói là để giới thiệu cho một cái mối ở gần xóm. Cô bé đó nó dễ thương và nó ngoan hiền lắm, cũng nhiều chỗ là cậy nhờ đó, nhưng mà thôi bây giờ tôi thấy thằng Sơn nó cũng lớn mà nó cũng giỏi giang rồi, nói chung chú Sơn cũng siêng năng lắm. Chỉ con cái dướng cái vụ đó thôi, mà cái vụ đó thì ở xa người ta đâu có biết đó. Thì lần này đi sẵn tiện cái đám, giống như là không phải sẵn cái đám ma cái chỗ chết thì buồn tới chi buồn thôi, chủ yếu là chi buồn, nhưng mà ông cũng có cái gì đó len lối dự định trong đầu là ở đó chơi sao 3 ngày mở cửa mã xong rồi á, thì có gì thấy yên rồi đó, thì đề cập tới chút xíu thôi, chứ chưa có phải là đi đến đó là hỏi liền, chỉ đề cập tới thôi, rồi sau này có cái thời gian rảnh rỗi gì đó thì mới thống nhất với nhau cái ngày nào để mà lên rồi dạm hỏi nhờ ông bà Sáu hỏi giùm. Nó thì mới đi đi lên tới trên đó, thì lúc đó là nó sắp chôn rồi. Giống như là hồi đó đâu phải như mình giờ các bạn, giờ là cái điện thoại là biết là đi lên liền. Còn lúc đó thì giống như là bà cồ bà mắc á, là bà mắc cái ngày trước
À, thì cái ngày đó mới đi nhờ cái người giống như là tan gia, người ta bối rối, người ta đâu có thể đi xa vậy mà cho hay, gặp gặp cái người quen rồi cứ nhắn giùm vậy. Thì để cái xác của bà cò qua một ngày, hôm sau đến ngày hôm sau nữa mới chôn, tại những ngày hôm sau là cái ngày xấu, giống như là ngày 23 âm lịch này nọ, người ta không mới dám chôn, ta đợi qua ngày 24. Thì đến khi mà ông bà Năm hay giờ đi lên tới á, là lúc đó là khoảng 7 giờ mấy, gần 8 giờ sáng của cái ngày chuẩn bị chôn, và cái giờ chôn là 9 giờ thì cũng gần kịp rồi. Nè, đi vô thì tao cũng chia buồn gia đình sơ sơ, rồi lúc đó gia đình ta cũng lu bu này nọ chuẩn bị cái giờ chôn cất, do là thanh niên nè, rồi bản thân của ông Năm mới thấy như vậy á, mới dắt chú Sơn đi ra ngoài cái chỗ mà chôn á. Thì cái chỗ chôn là cách cái nhà đâu cỡ chừng là 300 thước, là đi sau hè các bạn. Thì cái trên cái đường đó người ta cũng dọn để cho mấy cái ông mà đạo tì đó, mấy ông mới khiêng cái hòm chút nữa ông khiêng ra cái đường đó như vậy. Thì do là mình là sức cái mình sức khỏe có nè, rồi chú Sơn nó nè mới đi ra ngoài đó để phụ họ coi là có đào cái con huyệt xong chưa, rồi có các kiểu nào phụ họ người ta ngoài đó. Ông Nam mới dắt chú Sơn đi ra. Thì đi ra tới ngoài đó đó, cái chú Sơn thì ông cũng giỏi đi, ông cũng nhảy ra như là ông phụ này phụ cái kia. Thì trong cái lúc đó mới gần tới cái giờ mà chôn cất á, cái có người bà con mới nói với lại ông Năm á là thôi chú anh Năm ơi, anh đừng có làm, anh đi vô trong nhà, anh vô trong nhà rồi ở trong đó đó là chú Sáu có nói cái gì với anh đó, bàn cái gì với anh đó để sắp tới giờ chôn rồi. Ông Năm mới lật đật ông đi vô. Thì ông đi vô vậy thì ở ngoài đây chỉ còn lại khoảng chừng là bốn người thôi, kể cả chú Sơn là bốn người, trong đó có hai người cỡ lớn hơn chú Sơn hai mấy tuổi đó, với một người là cỡ ba mấy tuổi. Thì mấy ông này mới đứng đây đào rồi mới hỏi thăm qua lại vậy. Thì trong cái lúc mà đang làm phụ đó, thì ông chú Sơn á ông mới mệt, ông mới bước lên ông lấy nước ông uống. Thì trong khi ông lấy nước vậy ông mới nghe cái tiếng khóc, ông nghe cái tiếng khóc các bạn, ông nghe cái tiếng khóc. Giờ kế bên cái tiếng vừa nghe tiếng khóc ông nhóm lên ông dòm dòm thì ông không thấy cái gì, ông mới tưởng là giống như là mình nghe nhầm thôi, chứ lúc đó là chỉ có bốn người đó thôi, không có ai khác hết trơn á. Cái một hồi ông mới nghe dậy 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 lên là theo kiểu là mừng vui cái gì đó, giống như là nó nhảy nhót rồi lung tung hết trơn. Thì ông lúc này ông mới lạnh mình, ông nổi da gà đi, tại vì ông dòm giáo giác xung quanh là ông không thấy ai hết trơn nha, ông không hề thấy một cái người nào hết. Nhưng mà tại sao lại có những cái âm thanh giống như là họ đang mừng rỡ? Thì cái này các bạn là nó biết chỗ này, mấy cái vong hồn họ biết là cái chỗ này là sắp sửa có cái người gia nằm, cái người chết gia chôn cắt ở đây, là giống như họ mừng vì sắp có một cái thành viên mới vậy đó, họ mới nhảy nhót họ mừng. Mà chú Sơn thì nghe, mấy ông kia không ông nào nghe hết trơn. Chú Sơn ổng mới lại gần gần mấy cũng hơi, nói chung là ban ngày ban mặt chín gần 9 giờ sáng mà nó cái cảm giác ông lạnh lắm, hồi đó giờ ông gặp giông nhiều rồi nhưng mà ông chưa có bị cảm giác đó. Ông mới lại ông khều khều cái ông mà lớn tuổi, ông nói là chú tại ba mấy tuổi cũng gần gấp đôi tuổi ông rồi, ông nói là chú có nghe gì không? Thì cái ông này ông mới nói ủa nghe gì, đâu có nghe gì đâu mà sao con hỏi vậy. Chú không có nghe gì trơn à? Vậy chứ hai anh kia, hai anh có nghe gì không? Có nghe gì mày? Chỗ mà nó chơi không phải chỗ này nghe. Chỗ này là chỗ mà đào mộ đang cho người người chết nằm, là không có điện mà nói chơi nó linh tinh nghe mày. Không có. Sao em nghe giống như ai đang giỡn hớt nhảy nhót gì đó. Thôi mày, đừng có nói mấy cái chuyện này nghe. Mấy cái chuyện này mà nói vô là không có được nghe mày. Nói một cái á, xui nguyên năm á. Mày đừng có nói vậy trơn á. Nhưng mà cái người nói lớn là cái người lớn tuổi đó, cái người đó mới nói với lại chú Sơn là như vậy. Nhưng mà ông dòm cái mặt, ông dòm cái biểu cảm của ông chú Sơn là ông biết nè, thằng này không có nói dối. Tuy là ông không biết á cái sự tình về chú Sơn, nhưng mà ông dòm vô ông cũng cảm giác rợn rợn, tại bản thân ông cũng rợn rợn mà. Con cái là ông không nói thôi. Thì chú Sơn thấy như vậy đó mới nói anh bây giờ xong hết trơn chưa, sao tôi vô. Nhưng mà ông biết nó tự nhiên ông cảm giác ông rợn rợn rợn, sợ sợ sợ. Cái ông mới nói là thôi xong hết chưa cho tôi vô. Thì mấy ông này mới nói cũng cũng xong rồi đó, thôi mày phụ nhiêu được rồi mày vô chổng đi, coi có phụ gì chổng mà phụ, cũng sắp tới cái giờ là đưa quan tài ra rồi đó. Thì ông chú Sơn mới đi vô.
cái em đi vô, ông đi vô đâu có chừng 100 thước à, còn có 200 thước nữa mới tới. Thì trong mắt của ổng là cái chỗ này chỗ lạ, mà nó xung quanh che đồ dữ lắm các bạn, che bụi bụi vậy đó nghe. Cái ông mới nghe khóc hước đi, ông mới trời trời, giờ không thấy mà nghe khóc ở sau mấy cái bụi tre thì khả năng là ma rồi. Mà bản thân ổng nó từng chứng kiến rất là nhiều ma, bởi vậy cái đối với ma ổng có cái sự là cố kỵ hẳn ra rồi, giống như cái sự cảm nhận của ổng rõ ràng hơn mọi người bình thường lắm. Ổng đâu có dám là đi lại coi là ai khóc ở sau đó, hay là dòm cho kỹ này nọ không. Thì trong cái lúc ổng đi như vậy đó, ổng mới nghe cái giọng nói, ổng nói nghe nói là Sơn ơi Sơn, mày nói tụi nó đuổi ra đi, đuổi ra giùm bà đi Sơn ơi. Nghe rõ ràng giống như là cới vô cái lỗ tai ổng. Ổng mới giật mình, ổng quay lại ổng giờ mà không thấy ai hết trơn. Ổng chạy liền các bạn. Ổng chạy mà ổng cảm giác như ở sao rượt theo ổng vậy đó. Ổng chạy vô tới trong lần đầu tiên ổng chú Sơn ổng xanh mặt. Tại vì khi mà ổng nghe thì ổng nghe một giọng thôi, nhưng mà tới lúc mà ổng chạy á, ổng lại cảm nhận là giống như là rất là nhiều cái trong hồn nó chạy theo ổng. Ổng chạy xiết vô mặt mày, ổng xanh lè xanh lét hết trơn. Thì lúc đó người ta chuẩn bị tới cái giờ, cái ông thầy cúng ổng mới lời ổng lấy đồ ra, thì ông chú Sơn ổng chạy cái ào vô. Thì ông Năm ổng mới thấy là thằng này làm gì mà mày xanh lè xanh lét, cái gì vậy, cái gì gấp vậy. Chú Sơn ổng đó thấy đông người quá, thì ta đám ma mà đông người quá, cái ông nói không có gì tía ơi. Cái người ta nói ủa con có sao không, sao mặt mày con xanh lè xanh lét vậy. Dạ không có sao. Nó thì cũng ngại ngùng với người ta, nhưng mà do là cái chỗ yên tĩnh, người ta đang cố gắng yên ắng để cho tới cái giờ đưa quan tài đi mà. Cho nên là tôi cũng bỏ qua, để gọi cái gì từ từ tính, thấy này không sao là được rồi. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó chú Sơn cũng linh cảm một cái điều gì đó ghê lắm các bạn. Và không biết cái điều linh cảm của ông là cái điều gì, và sau cái lần này là nó xảy ra cái việc gì nữa, thì Bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào tập tiếp theo. Còn bây giờ thì Bảo xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.